để đi xuống. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Đánh Đưa Đe. Trong video chia sẻ hôm nay thì mình sẽ gửi tới anh em kèo tiền tươi. Kèo này dành cho anh em đã từng claim OP Optimus. Đấy, chúng ta sẽ sử dụng mã Optimus để các bạn có thể claim. Các bạn kết nối ví mà chúng ta trước đây đã từng claim chương trình Rejoin của Optimus anh em nhé. Chuyển sang mạng Optimus, sau đó chúng ta sẽ tiến hành kết nối. Rồi, ở bước tiếp theo thì các bạn sẽ ấn vào nút để chúng ta claim. Thì anh em thấy là mình thì không đạt đủ điều kiện để claim, nhưng mà mình tin là nhiều anh em sẽ có đạt đủ điều kiện để claim cái này. Có lẽ là cái đợt iRoup đầu ấy, anh em nào cái đêm đợt iRoup đầu, đợt iRoup gần đây ấy thì không được anh em nhé. Đấy, được chưa? Bây giờ thì mình sẽ chia sẻ với anh em video hướng dẫn cả anh em thôi. Video và xin chào các bạn trong tiếp theo.